Hình bên dưới có bao nhiêu hình tam giác? Cách để đếm hình tam giác trong hình này, đầu tiên chúng ta sẽ đánh số theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải 1, 2, 3. Sau đó chúng ta đếm các hình tam giác tạo bởi một mảnh ghép thì các em sẽ thấy có hình 1, hình 2, hình 3. Đó là những hình tạo bởi một mảnh ghép. Sau đó chúng ta đếm những hình tam giác tạo bởi hai mảnh ghép thì chúng ta thấy rằng có hình số 2 và hình số 3. Hình 2, hình 3 đây. Và chúng ta thấy rằng hình tạo bởi 3 mảnh ghép thì chúng ta có hình 1, 2, 3, cũng là một hình tam giác. Như vậy chúng ta có tất cả 1, 2, 3, 4, 5 hình tam giác. Các em điền số 5 vào trong bài toán.